Yo, hello anh em, hello hai hai, chào mừng em quay trở lại với game trên bạn và trên đồng mình. Mình đang rất nghiêm túc đây, hello anh em. Sau khi xem trong cái live stream ngày hôm qua thì có thể là cái thông tin hot nhất, anh em quan tâm nhất theo mình đó chính là cái thông tin về banner song song ha. Về cái cơ chế của nó thì nhà phát hành cũng đã giải thích ở trên trang chủ của họ rồi. Đây là cái bài đăng chi tiết cơ chế cầu nguyện nhân vật 2 loại hình mới ha. Thì về cơ bản là cái bài đăng này nó cũng đã cung cấp tất cả những thông tin cần thiết rồi. Nhưng mà cái dạng trình bày của nó thì thực sự là nhiều người nói rằng là để bình thường ấy thì còn hiểu ha, đọc xong thì chả hiểu gì, kiểu như thế. Thế cho nên là mình sẽ nói lại một lần nữa trong cái video này. Video này chỉ về cái loại hình banner mới thôi nha. Thì theo như mình được biết ấy là cái trong phiên bản 2.3 nó sẽ có hai cái banner đầu tiên. Bình thường một phiên bản có 6 tuần thì 3 tuần đầu tiên, 3 tuần đầu, 3 tuần đầu tiên. Đây là bên phải nhá, bên phải màn hình là 3 tuần đầu tiên. Sẽ có banner đầu tiên nó là banner của Abedo. Tiếp theo là song song với nó là banner của Eula đúng không? Đó. Thì cái banner của Abedo, banner của Eula sẽ chạy trong 3 tuần đầu tiên. Thì hai cái banner này là hai banner tách biệt ha. Nó không phải là chung một banner như kiểu là Abedo và Eula đứng chung một banner như banner vũ khí. Mình thấy có nhiều người nhận định banner nhân vật mới giống banner vũ khí thì theo mình điều này là hoàn toàn sai, là không đúng nha. Thì cả banner của Abedo và banner của Eula đều sử dụng chung cái bảo hiểm nhân vật, tức là cái bảo hiểm trong cái phần cầu nguyện nhân vật ấy. Điều này có nghĩa là nếu như anh em roll 30 lần ở Abedo mà vẫn chưa ra Abedo ấy, chưa nổ 5 sao thì anh em roll tới khoảng 60 lần ở banner Eula thì chắc chắn là sẽ nổ ha. Và lúc đó khi mà anh em roll ở banner Eula ấy thì nó sẽ ra Eula hoặc là QQ ha. Ra Eula QQ Jin vân vân và vân vân. Đó, trong trường hợp mà anh em chưa có bảo hiểm nhưng mà chắc chắn nó sẽ ra như thế này. Trong trường hợp anh em roll ở banner Abedo thì nó sẽ ra Abedo hoặc QQ hoặc Jin ha. Thế thôi, nó chỉ thế thôi. Và cái cầu nguyện này khi mà nó kết thúc ấy thì nó vẫn sẽ tính vào cái bảo hiểm nhân vật. Cái mà mình chưa thấy rõ, chưa thấy nhắc đến trong cái video live stream ấy, đó chính là việc banner Abedo và banner Eula có sử dụng chung cái dàn 4 sao hay không, hay là Abedo sẽ có dàn 4 sao riêng, ví dụ là A, B, C. Eula có sử dụng một cái dàn 4 sao riêng không ha, dàn 4 sao riêng như là G, H, G. Đó, hay là hai cái banner này sử dụng chung một dàn nhân vật 4 sao đều là ABC ha. Thì cái đấy nó chưa có thông tin bởi vì là trong cái livestream nó chỉ có hiển thị là hai cái banner thôi. Còn dàn 4 sao thì chưa có, chúng ta phải chờ đợi mới biết được nha anh em. Chúng ta phải chờ đợi đến khi họ cung cấp thông tin về banner trước khi phiên bản mới ra mắt, kiểu như vậy. Ok, về cái vụ đó thì để sang một bên nhá. Đây là 3 tuần đầu tiên này, sau khi kết thúc 3 tuần đầu tiên thì chúng ta sẽ sang bên này, nó là 3 tuần cuối cùng. 3 tuần cuối cùng của 2.3 à. Thì lúc này chúng ta sẽ có banner như bình thường, nó là banner của Ito. Banner của Ito thì nhân vật 4 sao đầu tiên chúng ta đã biết tới, đó chính là Guru 4 sao. Và ba nhân vật, hai nhân vật còn lại thì chưa rõ ha. Hai nhân vật 4 sao. Đó, nó là phần 3 tuần cuối cùng. Và cái banner Ito này vẫn là banner nhân vật bình thường, cho nên là nó vẫn chia sẻ chung cái bảo hiểm nhân vật. Chính vì thế, cái phiên bản 2.3 nó sẽ nhìn như thế này. 3 tuần đầu tiên chúng ta có banner của Abedo và Eula. Nên hai banner tách biệt sử dụng chung bảo hiểm nhân vật. Banner vũ khí thì nó là một dạng khác nha anh em. Mình nghĩ là giải thích một cách cơ bản như thế thì dễ hiểu hơn là chúng ta đọc nguyên cái giải thích của MiYoYo ha. Ok, nếu anh em có câu hỏi gì thì hãy để lại bình luận nha. Nhiều anh em đặt câu hỏi về bảo hiểm là gì thì đó là một dạng giống như là anh em roll nhân vật ở trong banner nhân vật vậy. Cứ 90 lần roll thì chắc chắn anh em sẽ nhận được một nhân vật 5 sao ha. Ví dụ anh em roll Eula mà anh em ra QQ chẳng hạn thì khi anh em roll banner Eula lần tiếp theo anh em chắc chắn sẽ được Eula, hoặc là anh em chuyển sang roll Abedo thì anh em chắc chắn sẽ ra Abedo. Thế thôi. Ok, mình muốn quay trở lại một chút với việc giả định rằng là hai cái banner Abedo và Eula ấy sử dụng chung một dàn nhân vật 4 sao thì lúc này nó sẽ xảy ra một cái tình huống là ví dụ như Abedo đi kèm với hai nhân vật hệ băng là mình ví dụ thôi nhá, là Rosaria cùng với Trung Jun chẳng hạn, ví dụ là Rosaria cùng với Trung Jun đi cùng với Abedo thì rất là bình thường đúng không, bởi vì là một banner có hai hệ nguyên tố là ok như trước giờ vẫn thế. Nhưng nếu như chung một dàn nhân vật 4 sao thì sẽ thành là banner Eula sẽ có Trung Jun và Rosaria, lúc đấy thì một với cái banner có tới tận 3 nhân vật hệ băng thì nó sẽ phá vỡ tất cả những cái quy luật từ trước đến giờ ha. Mình không biết là chuyện này nó có ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà nếu như sử dụng chung một dàn nhân vật 4 sao thì có thể tình huống như thế sẽ xảy ra ha. Nhưng mà nó sẽ giúp cho bạn dễ hơn trong việc chọn lựa banner để roll hay là roll nhân vật, nói chung là nó sẽ đơn giản hóa mọi thứ. Ok, tình huống thứ hai đó là banner của Abedo và banner của Eula sử dụng dàn nhân vật 4 sao khác nhau. Lúc này chúng ta sẽ có tới tận 8 nhân vật trong 3 tuần ha.
tính cả 5 sao cả 4 sao. Mỗi banner là 4 nhân vật đúng không? Lúc này role thì nó sẽ loạn hết cả lên, bởi vì là bạn thích nhân vật 4 sao này, bạn thích nhân vật 4 sao kia, rồi bạn nhảy từ banner này sang banner kia role. Lúc đó thì có thể xảy ra trường hợp là sẽ nổ hết bảo hiểm bên này bên kia, làm cho nhân vật nó ra loạn hết cả lên. Và lúc đó thì thực sự là sẽ đau thận hơn rất là nhiều đó anh em ha. Theo mình thì nó sẽ thật là đau thận rất là nhiều. Nhưng cái lợi của nó thì sẽ là những nhân vật 4 sao sẽ quay trở lại nhiều hơn. Và nói chung là như con dao hai lưỡi vậy, được cái này thì mất cái kia ha. Vậy mình nghĩ gì về cái hệ thống banner song song này? Thì thực sự là theo mình thì nó là một cái, thực ra là kiểu gì cũng phải có thôi. Bởi vì càng ngày càng có nhiều nhân vật đúng không? Chúng ta mới chỉ đi đến quốc gia thứ ba vẫn chưa hết, mà sau đó còn khoảng tầm 4 quốc gia nữa, là 7 quốc gia. Thì số lượng nhân vật sẽ là rất là nhiều. Nếu như cứ chỉ có hai banner rồi nhân vật rerun mãi không quay lại, thì đến lúc bao giờ anh em mới có thể có được những nhân vật mà anh em yêu thích ha? Và trong trường hợp này thì số lượng nhân vật nó sẽ đến dồn dập và anh em sẽ có thể tích được nguyên thạch ít hơn, nhưng anh em có thể chờ để nó quay trở lại trong lần tiếp theo, bởi vì cái lượng quay trở lại nhiều như này thì chắc là nó cũng không quá lâu như trước nữa. Ngoài ra thì cái việc có banner song song thế này sẽ tạo cho anh em cảm giác chơi hứng thú hơn, bởi vì nó sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn ha. Với những anh em mà chơi roll kiểu khô máu, cứ có 160 cục roll, cứ có 160 cục nguyên thạch drone thì biết đâu nó sẽ tạo ra những trải nghiệm vô cùng thú vị ha. Nói chung là được cái này thì mất cái kia ha. Nhưng theo mình thì nó cũng là một cái hướng đi khá là hợp lý đến từ nhà phát hành cùng với cái tiến độ trò chơi hiện tại. Còn anh em nghĩ sao về cái banner song song thì hãy để lại bình luận nha. Trong video của mình thì thật sự là không thể nào giải đáp hết được tất cả mọi thứ, nhưng mà mình hy vọng rằng những thông tin trong video này mình cung cấp thì có thể giúp anh em giải đáp phần nào những thắc mắc của anh em. Những anh em có những thắc mắc gì khác hay có góp ý gì thì hãy để lại bình luận nha. Anh em hãy check cái phần bình luận được ghim ấy, bởi vì những câu hỏi mà độc lạ hay là mình chưa nghĩ tới thì khi mà mình trả lời được mình sẽ ghim vào. Anh em hãy đọc phần ghim để tìm hiểu thêm nha. Ok, cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp lại anh em trong những video khác. Bye bye.